lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành. Du Hồng đang ở trên đường Lê Đình Cẩn ha. Du Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một cái bất động sản, là một căn nhà mà chủ vừa giảm giá cực kỳ sâu luôn ha, để chủ bán nha cô chú anh chị. Nó nằm trong hẻm 184 đường Lê Đình Cẩn này, nó đối diện với Bách Hóa Xanh nè cô chú anh chị. Ở phía trước mặt mình là cái chợ Lê Đình Cẩn ha. Bây giờ Du Hồng sẽ review vào phía bên trong cái hẻm này nha. Đó, trong hẻm này nè. Đó, trong hẻm này nè. Căn nhà của mình giới thiệu đến cô chú anh chị các bạn là căn nhà có chiều ngang là 4m và chiều dài là 17,5m nha. Nhà mình nằm ở hẻm 5m, hẻm 5m ha. Tương lai thì đôi phía đối diện nhà mình mở ra con đường 20m, nhưng mà nó chỉ nó không có lấn vào bên nhà mình miếng nào đó. Đó, con đường nó nằm bên tay, con đường nó nằm ở phía bên tay trái của bên tay phải, còn nhà mình nằm bên tay trái ha. Nhà mình hướng tây nam nha. Thì căn nhà này trước đây là chủ kêu là 4 tỷ mấy, rồi giảm từ từ xuống 3 tỷ 980, 3 tỷ 950. Hiện giờ này là chủ còn giá là 3 tỷ 750 triệu ha, 3 tỷ 750 triệu nha. Đó, cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy liên lạc với Vũ Hồng ha, để đi xem nhà nha. Hẻm 100, đây là cái hẻm này, hẻm 184 đường Lê Đình Cẩn, thông từ đường Lê Đình Cẩn thông sang đường Chiến Lược ha. Nói là con hẻm nhưng nó là con đường nhựa ha. Mình quẹo vô cái hẻm 184 này thì cái nhà mình nó nằm với bên trái và bên tay phải này, mới mốt mở một cái con đường lớn này cô chú anh chị, mở con đường lớn 20m chạy ngang lấn mấy bên phải bên trái không bị nha. Đó, căn nhà mình nằm phía bên trái nè cô chú anh chị thấy không. Đó, nếu mình xây vô thì mình sẽ bằng những căn nhà nè, bên tay phải thì sẽ bị giải tỏa đường mà mở một con đường lớn chạy xuyên ra ngoài kia luôn, nhưng phía bên trái thì không có mở nha cô chú anh chị. Ở ngoài này đếm vô nè, một căn mặt tiền này bỏ ra một căn nè, sạc 3 nè, sạc 5 nè, sạc 7 nè. Đó, căn này là sạc 5 nè, căn đó sạc 7 nè, là căn này là 1 2 3 4 5, căn thứ 6 nha cô chú anh chị. Căn nhà mình là căn thứ 6 ha. 184 sạc 22 sạc 9. Đó. Đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha. Căn nhà này quá rẻ luôn cô chú anh chị. Đó, căn này nè ha. Rồi Vũ Hồng review vào bên trong cho cô chú anh chị bạn xem nha. Cô chú anh chị bạn nào thấy căn này hợp lý thì hãy gọi cho Vũ Hồng để đi xem nhà liền nha. Hẻm là hẻm thông, hẻm lớn ha. Đó, ngang là 4m và chiều dài là 17m rưỡi, một trệt với một lầu. Nhà có giấy chủ quyền hồng, hoàn công đầy đủ luôn ha. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị. Đó. À, cái hẻm thì bên đây mới bị quy hoạch, bên trái thì không bị quy hoạch, bên phải mới bị quy hoạch ha. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn xem một căn nhà giá cực kỳ rẻ luôn ha. Giá là 3 tỷ 750 triệu nha. Chiều ngang của căn nhà này là 4m và chiều dài là 17m rưỡi. Hẻm trước nhà là hẻm 5m. Tương lai mặt tiền của nhà mình sẽ được mở rộng ra là được 20m ha. Về phía bên kia lộ giới nha, không có ảnh hưởng bên phía nhà mình ha. Và căn nhà này có kết cấu là một trệt với một lầu, có 6 phòng ngủ, nhà có giấy chủ quyền hồng, hoàn công rồi luôn ha. Bây giờ mời cô chú anh chị và bạn theo chân Vũ Hồng, Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này cho cô chú anh chị bạn xem nha. Rồi, Vũ Hồng đang ở hẻm 184 sạc 22 ha. Phía trước là con đường nhựa, đó là hẻm 184 đường Lê Đình Cẩn, thông từ đường Lê Đình Cẩn ngay chỗ Bách Hóa Xanh thông sang đường Chiến Lược ha. Thì cái con hẻm 184 sạc 22 này sẽ mở rộng lộ giới về phía bên tay trái nè. Đó, mở rộng lộ giới về phía bên đây nè, là khoảng vô phía sau những cái nhà này còn 4m thôi, thì cái lộ giới nó lấy luôn con đường này luôn ha, lấy luôn con đường này. Nhà bên đây thì không bị ảnh hưởng nha. Bên đây thì nếu như mà cô chú anh chị bạn nào xây nhà thì mình xây bằng những căn này nè,
Đó, còn bên tay phải là mình đi quay vô, từ ngoài đường đi vô bên tay phải là bị lộ giới nha. Đó, bên tay phải đi vô là bị lộ giới ha, mở rộng con đường ra. Sau này nhà mình có rất có giá trị luôn ha. Đó, và đây là ở phía trước nhà mình nè. Đó, mình xây mới thì xây giống như những căn này nè cô chú anh chị. Đó, căn này sẹt 7, hai căn sẹt 7, sẹt 7A ha. Nên nói chung là căn mình là căn nằm phía bên đây nè. 184/22/9, đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, phía ngoài nè, hẻm phía ngoài nè ha. Ngay chợ Lê Đình Cẩn luôn nha cô chú anh chị. Đó, hẻm đây ha. Và xin nhắc lại là bên tay phải, bên tay trái mình là không có bị lộ giới nha. Mình chỉ có bên tay trái thôi mới bị thôi ha. Thì đây địa chỉ nhà mình ha, chiều ngang là 4m và chiều dài là 17,5m nha. Đó, nhà mười dài 17,5m ha. Nhà mình là có giấy chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ luôn ha, mua bán là ký công chứng sang tên sổ hồng nha. Đó, hiện tại thì nhà mình đang cao hơn mặt hẻm là khoảng 5 tấc ha. Cao hơn khoảng 5 tấc nha. Phía ngoài có cái sân, sân điểm vô 1, 2, 3, 4, 5, 6 miếng gạch. Đó, 6 miếng gạch mai mốt đó là nếu mà mình xây mới thì mình giật vô tầng bằng tới mí đó đó. Đó, lấn ra đưa ra được bên công giống như cái phần này. Hẻm thì cao ráo, hẻm đã làm rồi ha. Thì tương lai nếu như mà hạ đường này làm thì căn nhà này ra được mặt tiền ha, sẽ có giá trị rất nhiều ha cô chú anh chị. Đó. Và đây là mặt tiền của hẻm của mình nè. Từ đây ra phía ngoài hẻm lớn 184 kia là khoảng chừng 30m thôi ha. Ngoài thì có lớp cửa sắt bên ngoài bảo vệ, trong thì có cửa sắt với kính cường lực ha. 184/22/9, đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân ha. Sổ hồng mua bán ký công chứng sang tên nha. Ngang 4m nên căn nhà mà rất là dài luôn ha. Ở đây là từ cái gian phòng khách của nhà mình đây ha, phòng khách của nhà mình nè. Phòng khách của nhà mình đây ha. Đây có một phòng. Ở đây có một phòng nè nha. Ở đây một phòng nữa là hai phòng. Đây một phòng nữa là hai phòng ha. Còn ở phía sau là gian bếp nha. Phía sau là gian bếp ha. À, phía sau nhà mình có cái lửng nè, có cái gồng gọc kéo nè. À, có cái lửng có gồng gọc kéo ha. Và phía sau lưng đây là một cái gian bếp và một cái nhà vệ sinh. À, nhà vệ sinh ha. Đây. Ở đây là hai cái nhà vệ sinh của mình. Ở đây thì chỗ rửa giặt rửa bằng tay. Ở trên đây thì có 3 phòng nữa nha cô chú anh chị. Trên đây có 3 phòng nữa nha. À, trên đây có 3 phòng nữa ha.
Chị bạn ơi, đây là phía sau của nhà mình ha. À, phía sau của nhà mình đây ha. À, ở sau là cái gian lửng ha. Sau là cái lửng nè. Đó. Đây không có, đây khoảng trống nè. Nó để khoảng trống thì mình... Ở đây là khoảng trống. Nếu mình muốn làm full ra thì mình làm. Này còn rất rộng luôn ha. À, trên đây thì có 3 phòng nha. Cậu thay đi lên trên lầu thì có 3 phòng. À, 3 phòng ha. Phòng 2 phòng đây. Cái phòng bự phía trước. Đây một phòng nè ha. Đây một phòng nè ha. À, đây là một phòng ha. Đây một phòng nữa nè. Đó, phòng này phá cửa ha. Đi làm rồi phá cửa ra nghe cô chú anh chị. Và phía trước là phòng rộng ha. Phía trước là một cái phòng rộng nữa nha. À, đây ban công phía trước nè. À, đây là cái hành lang phía trước nè ha. Ở đây có cái mái che. À, đây có mái che. Thì cô chú anh chị bạn ơi, theo thông tin quy hoạch đó thì ở phía trước này là cái đường này nè. Nó mở rộng về phía bên kia là đường lớn chạy qua nhưng mà nó không cắn bên mình nha. Nó chỉ mở bên kia thôi, nó không mở bên đây nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị bạn mua cái nhà này á thì mình sẽ được lợi là mình ra được mặt tiền nhưng mình không bị cắt quy hoạch. Nó ở phía trước nhà mình có cái hẻm xe ô tô đi vô được nè cô chú anh chị bạn thấy không? Ở phía trước nhà mình nè, có cái hẻm ô tô đi vô được nè. Đó, xe ô tô đậu trước nhà thấy không? À, mình xây dựng thì xây dựng cao lầu giống vậy ha, một trệt ba lầu nha cô chú anh chị. À, đây trên lầu của nhà mình đây ha. Rồi. Rồi xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình, địa chỉ là 184/22, 184/22/9, đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, ngay chợ Lê Đình Cẩn luôn ha. Hẻm trước nhà là hẻm lớn nha, hẻm ô tô vô được ha. Hẻm ô tô vô được nha, nhà mình có 6 phòng ha. Nhà thì diện tích đất là ngang 4m rưỡi, chiều dài là 17m rưỡi. Nhà có kết cấu một trệt với một lầu. Nhà có giấy chủ quyền hồng hoàn công rồi, hướng nhà hướng tây nam ha. Tương lai nhà mình ra được mặt tiền phía trước là lộ giới là 100m rộng ha. À, hẻm thông đường lớn. À, giá thì giá cả thương lượng cô chú anh chị. Rồi, xe trước nhà xe tải vô được luôn nha. Đây có chiếc xe tải vô rồi nè. Đó, xe bự nè ha, ô tô tải gì vô thoải mái không?